chào các bạn ở trong video này mình sẽ chia sẻ về việc kết nối mạng cho các cái máy ảo trong Hyper-V đó thì ở Hyper-V có phần là Virtual Switch Manager đấy khi bấm vào đây thì các bạn có thể tạo ra nhiều thiết bị switch ảo hay gọi là virtual switch thì ở trên màn hình mình đã tạo ra một là thiết bị suýt HQ LAN mình đặt tên HQ LAN Network thứ hai là mình đặt tên là Branch LAN thứ ba là mình đặt tên là Internet Network thế còn thằng default suýt này là nó có sẵn Hyper-V có sẵn rồi đấy thì uh, bạn thấy là HQ LAN Network thì mình đang để chọn là Private Virtual switch đấy thì bạn thấy ở đây là nó cho phép mình khi mà tạo ra một suýt ảo ấy Đấy, đây. Ví dụ bạn bấm là create virtual switch này thì nó sẽ tạo ra một cái thiết bị switch ảo. Và các cái máy ảo của mình mà cắm vào chung một switch này thì có thể giao tiếp được với nhau. Đấy, giả sử ở đây mình đặt tên là test. Đấy. Test switch. Đấy. Và ở dưới này bạn thấy có một số các lựa chọn là external. Thì nó cho phép mình chọn là gì? Là cái uh, switch này sẽ nối thẳng vào cái cạc wireless ở máy thật Hoặc là cạc có dây ở máy thật Đấy Thì như vậy chúng ta có thể thấy luôn là external network Tức là một cái kiểu kết nối mạng mà cho phép máy ảo Đấy Kết nối trực tiếp ra cái mạng LAN vật lý Mà đang được kết nối với máy thật Đó thì đấy là external network cái kiểu thứ hai là internal network thì cái à, cạc mạng của máy ảo đấy, không kết nối trực tiếp ra mạng ở máy thật mà nó chỉ kết nối với máy thật mà thôi đấy cái này các bạn lưu ý là nó không kết nối với máy thật mà nó chỉ kết nối với máy thật nó như thế nghĩa là gì có nghĩa là giữa máy ảo và máy thật có thể chia sẻ tài nguyên cho nhau. Đó, chia sẻ tài nguyên cho nhau. Đấy, ví dụ như bạn uh, share file giữa máy ảo và máy thật là hoàn toàn được. Đấy, khi chúng ta sử dụng kiểu kết nối internal network. Đấy, nhưng mà máy ảo không kết nối ra mạng vật lý mà máy thật đang kết nối. Đấy đó chính là điểm khác biệt giữa hai loại này. Loại thứ ba là private network thì máy ảo và máy thật là hoàn toàn không liên quan đến nhau cả Đấy uh, Tức là uh, Kết nối các máy ảo chỉ uh, Có thể giao tiếp với nhau Trên cái cái Mạng ảo mà thôi Chứ uh, Không kết nối được với máy thật Đó bạn Lưu ý như vậy Và còn một kiểu nữa là kiểu là default switch Nếu như các bạn kết nối Cạc mạng của máy ảo với default switch Thì lúc đấy là máy ảo sẽ có thể truy cập ra internet đó thì bây giờ mình có cái hình này để giúp các bạn hình dung nó rõ hơn đây đây là máy thật của chúng ta nằm ở giữa đây đây là cái máy thật đang kết nối đây là cạc mạng của máy thật đây đang kết nối với cái mạng lan vật lý đấy thì bây giờ mình sẽ đi từ bên này chúng mình sẽ chuyển qua bên này. thứ nhất là đây là các mạng máy thật, đấy, đang kết nối với mạng lan vật lý đây. đấy, thì đây là hai máy ảo mà các máy ảo này đang uh, có các mạng kết nối với được chọn là external Network, đấy, thì như vậy có nghĩa là các mạng máy ảo đang kết nối trực tiếp với các mạng của máy thật để đi ra ngoài để tiếp đối vào mạng lan, được chưa? Đấy, cái hình này ý cho nó như thế, Đấy, đây là cạc mạng này Đấy, của máy thật này, thì đây là cạc mạng máy ảo, thì đang kết nối trực tiếp ra mạng lan vật lý, đó thì cái này các bạn hiểu rồi. còn ở phía trên này private network thì máy ảo và máy thật không hề liên quan đến nhau, mà chỉ các máy ảo là giao tiếp được với nhau mà thôi. đó. tiếp theo internal network thì Uh, các mạng của máy ảo sẽ uh, có thể giao uh, xin lỗi tức là đây là uh, các máy ảo giao tiếp được với nhau thì rõ rồi này nhưng mà các máy ảo có thể giao tiếp được với máy thật Đấy, giao tiếp với máy thật chứ không phải là kết nối ra các mạng của máy thật Đấy, ở đây các bạn phân biệt cho mình cái đó Đấy, có nghĩa là máy ảo máy thật có thể chia sẻ tài nguyên cho nhau thế còn default network là máy ảo có thể truy xuất ra mạng lan vật lý thông qua cơ chế NAT. đó thì đây chính là giải thích uh, các cái cơ chế kết nối mạng trên hyper-v